Nhưng mà ta cứ hết lòng khiêm nhường cùng sự Chúa. Thánh nhân nói tiếp: các ông biết tôi không từ chối là một điều gì hữu ích cho các ông. Tôi đã rao giảng dạy chỗ các ông nơi công cộng và tại thư gia, minh chứng cho người Do Thái và dân ngoại biết phải hối cải trở về với Thiên Chúa, phải tin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đây là lời mời gọi chúng ta đặt hết niềm tin vào Chúa và để Chúa làm việc. Và sau đó Thánh Phaolô nói về tác động của Chúa Thánh Thần, và giờ đây được Thánh Thần bắt buộc đi Jerusalem mà không biết ở đó có những gì xảy đến cho tôi. Chỉ biết là từ thành này qua thành khác, Thánh Thần báo trước cho tôi rằng xiềng xích và gian lao đang chờ tôi ở Jerusalem. Và qua cái lời tâm sự này, chúng ta thấy Thánh Phaolô là một người hoàn toàn để cho Chúa điều khiển cuộc sống của mình, và biết rằng là mình sẽ có nhiều sự khốn cực, xiềng xích và gian lao đang chờ tôi ở Jerusalem. Thế nhưng mà Ngài luôn luôn làm theo ý của Chúa muốn. Ngài dùng bằng cái từ ngữ là giờ đây được Thánh Thần bắt buộc đi Jerusalem mà không biết ở đó có điều gì xảy đến cho tôi. Và Ngài nói lên cái niềm tin của mình: nhưng tôi không sợ chi cả, không kể mạng sống tôi làm quý, biết là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu. Giờ đây tôi biết rằng hết thảy các ông là những người được tôi ghép qua rao giảng nước Thiên Chúa, các ông sẽ chẳng còn thấy mặt tôi nữa. Vì thế hôm nay tôi quả quyết với các ông rằng tôi trong sạch, không dính máu người nào cả. Đây cũng là một câu nói lên cái trách nhiệm của thánh nhân đối với sự sống trong tâm hồn của những người được trao phó cho thánh nhân. Tôi trong sạch, không dính máu người nào cả, tức là Ngài đã làm hết sức có thể để không phải chịu trách nhiệm về một ai nếu mà người đó có phải chết trong tội vân vân. Và Ngài nói tiếp cái câu kết của bài đồng một: vì chân tôi không trốn tránh khi phải rao giảng cho các ông mọi ý định của Thiên Chúa, tức là cứ làm hết sức mình, không trốn tránh mà chỉ làm mọi điều theo ý của Chúa. Chúng ta nhân lễ tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta, đã nói với chúng ta con đường về sự sống, về hạnh phúc thực. Xin cho chúng ta vững lòng tin vào Chúa như em bé ở trên lầu bị cháy, tin vào lời của người cha bên dưới: con không thấy cha nhưng cha thấy con, cứ nhảy đi. Xin cho chúng ta biết nhảy đi, tức là làm theo điều Chúa muốn trong chuyện to cũng như chuyện nhỏ. Và chắc chắn một điều, ta không phải sợ chi hết, bởi vì Chúa lo liệu cho ta mọi sự tốt đẹp nhất. Amen.